Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Tân Hoa Xã, Bắc Kinh, hôm thứ Hai cho biết, cơn bão mạnh nhất số 5 đổ bộ vào Trung Quốc năm nay đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây lúc 5 giờ sáng thứ Hai, nhưng tác động của nó vẫn tiếp tục và lượng mưa ở Giang Tây, Phúc Kiến và Chiết Giang tiếp tục tàn phá. Bão số 5 đã khiến 710.000 người ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang bị ảnh hưởng. Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây lúc 5 giờ sáng thứ Hai và Đài quan sát khí tượng Trung ương ngừng đánh số lúc 8 giờ. Bị ảnh hưởng bởi bão số 5, sóng dữ dội và lượng mưa lớn trên diện rộng xảy ra dọc theo bờ biển Phúc Kiến, Chiết Giang và những nơi khác. Mưa to đến rất to đã đổ xuống miền Trung và miền Nam Phúc Kiến, Đông Nam Chiết Giang, Đông Quảng Đông và Đông Nam Giang Tây. Hơn 10 con sông vừa và nhỏ, bao gồm sông Dân Giang, sông Cửu Long Giang, sông Đình Giang ở tỉnh Phúc Kiến và thượng nguồn sông Hán Giang ở tỉnh Quảng Đông, đã trải qua lũ lụt vượt mức báo động, với phạm vi vượt mức báo động là 0,64m đến 2,31m. Hiện mực nước hầu hết các sông ở mức cảnh báo siêu cấp đều đang xuống. Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán Quốc gia đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng, theo thống kê sơ bộ, cơn bão nhiệt đới số 5 năm nay đã ảnh hưởng đến 710.000 người ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang. Bão số 5 khiến hơn 110.000 người ở Giang Tây bị ảnh hưởng bởi bão số 5. Lượng mưa lớn đã xảy ra ở một số khu vực của tỉnh Giang Tây. Từ 0 giờ đến 16 giờ chiều thứ Hai, có 4 trạm đo mưa tại 3 huyện của tỉnh Giang Tây có lượng mưa vượt 300mm, 40 trạm đo mưa tại 7 huyện có lượng mưa vượt 200mm và 20 quận có lượng mưa vượt 200mm, 189 trạm đo mưa có lượng mưa vượt 100mm. Phóng viên được biết từ trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, tính đến 16 giờ chiều thứ Hai, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn do bão số 5 mang lại, hơn 110.000 người ở tỉnh Giang Tây đã bị ảnh hưởng và gần 5.000 người đã được chuyển khẩn cấp, đến nay chưa có báo cáo thương vong. Bị ảnh hưởng bởi bão số 5 mưa lớn đổ xuống ở Phúc Thanh, Phủ Điền, Tuyền Châu và những nơi khác vào hôm thứ Hai, khiến lượng mưa ở đoạn Phúc Thanh Tuyền Châu của tuyến Hàng Châu Thâm Quyến vượt quá mức cảnh báo, với lượng mưa liên tục tối đa lên tới 318mm. Để đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu chở khách, Cục Đường sắt Nam Xương đã tạm thời đình chỉ 16 đôi tàu IMU vào hôm thứ Hai. Hiện tại, một số chuyến tàu bị chậm ở các mức độ khác nhau. Mưa lớn liên tục ở Sơn Đông khiến 29 hồ chứa tràn bờ, hầu hết Sơn Đông, đặc biệt là phía Bắc Sơn Đông và Giao Đông, liên tục hứng chịu mưa lớn khiến 25 hồ chứa lớn và vừa trong tỉnh vượt mực nước lũ giới hạn, 29 hồ chứa bị tràn. Cửa đập tràn của hồ chứa sông Lâm Tuyền ở Lai Châu, Yên Đài đã không thể mở cửa xả lũ vào lúc 1 giờ sáng hôm thứ Hai do sét đánh và mất điện. Mưa liên tục và nhiều trận mưa lớn xảy ra ở tỉnh Cam Túc, gây ra thiên tai lũ lụt và mưa lớn. Tính đến 9 giờ sáng thứ Hai, thảm họa đã khiến 1,2341 triệu người ở 49 quận và huyện thuộc 10 thành phố và quận bao gồm Lan Châu, Bạch Ngân, Thiên Thủy, Bình Lương, Cửu Tuyền, Thanh Dương, Định Tây, Long Nam, Cam Nam và Lâm Hạ bị ảnh hưởng, 14 người chết, 7 người bị thương hoặc ốm do thiên tai và 12.600 người đã được di chuyển khẩn cấp. Hiện tại, Cục Dân chính tỉnh Cam Túc và Sở Tài chính tỉnh đã phân bổ 6 triệu nhân dân tệ quỹ cứu trợ thiên tai cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, gửi 1.200 chiếc chăn bông và 400 chiếc lều. Cuộc sống cơ bản của những người dân bị ảnh hưởng đã được tái định cư ổn định. Trước đó, bão số 4 gây thiệt hại nặng nề ở Phúc Kiến, 340.000 người ở Chiết Giang bị ảnh hưởng bão số 4 đổ bộ vào bán đảo Hoàng Kỳ ở huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến lúc 16 giờ chiều Chủ nhật, gây mưa xối xả trên diện rộng trên toàn tỉnh, một số huyện có mưa xối xả. Theo thống kê từ 2 giờ sáng Chủ nhật đến 8 giờ sáng thứ Ba, có 19 quận có mưa 50 đến 100mm, 41 quận có mưa 100 đến 200mm, có 11 quận, trong đó quận Thông An là quận lớn nhất với 240mm. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt vượt mức cảnh báo tại một số địa điểm ở Đình Giang, Tây Bắc Cửu Long Giang, Hữu Hy và Đại Trương Tây. Tính đến 18 giờ chiều thứ Hai, tất cả các đường dây điện bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 ở Tam Bình và Nam Bình, Phúc Kiến đã được sửa chữa và hơn 40.000 người dùng bị mất điện ở hai nơi đều được cấp điện trở lại bình thường. Sau cơn bão số 4, sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu đã nối lại tất cả các chuyến bay trong và ngoài nước. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các chuyến bay là gần 90%, cao hơn 17% so với bình thường. Phóng viên được biết từ chính quyền nhân dân thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây vào trưa hôm thứ Hai rằng số người do ảnh hưởng bởi mưa bão liên tục ở thành phố Diên An, số người bị ảnh hưởng đã lên tới 260.000 người, 26 người thiệt mạng và 116 người bị thương ở 5 quận do thảm họa. Hiện tại, nhiều công tác phòng chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai đang được tiến hành trên địa bàn. Theo thống kê chưa đầy đủ, lượng mưa còn gây ra 3.710 vụ lở đất và sập nhà ở Diên An, làm gián đoạn 2 tuyến đường tỉnh lộ,
43 tuyến đường huyện và thị trấn, 84 tuyến đường nông thôn, đồng thời chặn 54 chuyến tàu hỏa lên xuống. Bị ảnh hưởng bởi cụm mây còn sót lại từ bão số 4, từ hôm thứ 2 đến thứ 3 vẫn có mưa to đến rất to ở phía Tây Phúc Kiến, Giang Tây, Đông Nam Hồ Bắc và Tây Nam An Huy. Ngoài ra, từ thứ 3 đến thứ 6 ở Tứ Xuyên vẫn sẽ xảy ra một đợt mưa lớn mới. Trong đó Bắc Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100mm đến 200mm, riêng Trung Trung Bộ lượng mưa 200mm đến 400mm. Để đối phó với quá trình mưa nói trên, Bộ Quốc phòng một lần nữa đưa ra thông báo tới Tứ Xuyên, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và các tỉnh khác, yêu cầu thực hiện hiệu quả công tác phòng thủ liên quan để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Mưa số xả bất ngờ ở vùng thiên tai Vân Xuyên, 50.000 người khẩn cấp di rời tránh nguy hiểm. Nhật báo Thành Đô đưa tin rằng trong những ngày gần đây, một số khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa Vân Xuyên đã trải qua những cơn mưa xối xả bất ngờ vào ban đêm và các thảm họa địa chất thứ cấp như lở đất ngày càng gia tăng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Vân Xuyên đã phát động chiến dịch di chuyển quy mô lớn để tránh trú khẩn cấp và tái định cư với sự tham gia của hơn 50.000 người dân và học sinh ở các thị trấn và vùng núi. Sau trận động đất trước đó, do những rung động lớn trên núi, các vết nứt trên mặt đất thường phát triển và số lượng các địa điểm bị đe dọa bởi thảm họa địa chất trong toàn quận đã tăng từ hơn 100 trước trận động đất lên 3.570. Hầu hết các ngôi nhà ở thị trấn Ngụy Châu, quận Lỵ đã trở nên đổ nát. Những ngọn núi gần 4 khu dân cư chính có vết nứt từ vài cm đến hàng chục cm, chiều dài từ hàng trăm mét đến vài trăm mét và sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Gần đây, các chuyên gia địa chất và quy hoạch làm việc tại huyện Vân Xuyên đã nhiều lần đề nghị với huyện Vân Xuyên rằng một số người dân bị ảnh hưởng cần được chuyển khẩn cấp càng sớm càng tốt. Theo thống kê, bao gồm cả 20.000 người đã được chuyển đi trong giai đoạn đầu, số người bị đe dọa nghiêm trọng bởi các thảm họa địa chất thứ cấp trong quận đã lên tới 70.000 người. Bắt đầu từ hôm nay, huyện Vân Xuyên lấy các thị trấn và làng làm đơn vị, bắt đầu công khai nguy cơ xảy ra thiên tai thứ cấp cho những người bị ảnh hưởng ở những khu vực nguy hiểm, đồng thời lên kế hoạch và lựa chọn các địa điểm ở những khu vực mở tương đối an toàn. Theo kế hoạch, quận Vân Xuyên sẽ xây dựng 3 khu tái định cư tập trung ở khu vực Ngụy, Mân Trì với 90 khu từ thị trấn Yên Môn, thị trấn Vân Xuyên đến thung lũng sông của thị trấn Mân Trì để tái định cư cho hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng. Công việc lựa chọn địa điểm của khu vực Huyền Khẩu, Anh Tú cũng đang diễn ra sôi nổi. 45 ngôi làng và thị trấn ở Hồ Nam bị mưa lớn, 60.000 người bị ảnh hưởng và 138 ngôi nhà bị sập. Theo quan trắc của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, từ 8 giờ sáng thứ 3 đến 8 giờ sáng thứ 4 có 667 thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh có mưa to, 165 thị trấn mưa to, 20 thị trấn mưa rất to. Lượng mưa hàng ngày tối đa tại trạm thời tiết tự động của hồ chứa Lệ Khẩu, hồ chứa ở Chi Giang là 175,9mm và lượng mưa hàng ngày tối đa tại trạm thời tiết tự động ở huyện Đông An là 59,3mm. Theo phân tích của Chi cục Thủy văn tỉnh, do đợt mưa lớn này phân bố không gian và thời gian tương đối đồng đều, cường độ nhỏ hơn dự kiến nên tạm thời khó hình thành quá trình lũ lớn. Hiện tại, mực nước của các sông Tương Giang, Dương Tử, Nguyên và Lý, hồ Động Đình và các hồ lớn bên trong tương đối ổn định. Do cảnh báo sớm và các biện pháp phòng ngừa tại chỗ, lượng mưa lớn đã không gây ra bất kỳ thương vong nào. Văn phòng phòng chống lũ lụt tỉnh đã thông báo về tình hình thiên tai mới nhất vào hôm thứ Tư. Tính đến 8 giờ sáng thứ Tư, tổng cộng 61.500 người ở 45 thị trấn trên toàn tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão, 138 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là hơn 12 triệu nhân dân tệ. Bộ CHQS tỉnh nhận định tình hình chung về chống lũ ổn định. Tuy nhiên, do lượng mưa liên tục ở hồ Động Đình và lưu vực sông Tương Giang và các giải mưa dày đặc hiện đang tập trung ở phía Nam, Văn phòng Quốc phòng tỉnh cảnh báo rằng Hồ Nam nên theo dõi chặt chẽ tình trạng nước của các nhánh sông và suối trong vài ngày tới để đối phó với mực nước do mưa lớn bất cứ lúc nào, tình trạng lũ đặc biệt với lưu lượng tăng mạnh. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho mùa lũ, Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Hồ Nam đã ra thông báo vào hôm thứ Ba, triển khai toàn diện việc đảm bảo an toàn cho hơn 6.000 hồ chứa nguy hiểm và hơn 300 ao chứa chất thải trong tỉnh. Thưa quý vị, chiều hôm thứ Hai, thành phố Thường Đức bị sét đánh và dông bão, mưa lớn trút xuống. Một bức tường chống thấm cao nửa mét được xây dựng trên những đoạn trũng của nhiều khu vực trũng thấp và đường phố địa phương. Nhiều nơi như trường học đã chuẩn bị bao cát chống thấm nước và tường bùn, sử dụng phương pháp thô sơ này để ngăn lũ tràn vào các khu vực yếu, phát hành cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn. Thành phố Sâm Châu cũng ban hành cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn cho tất cả cư dân thành thị và nông thôn, đồng thời tổ chức lực lượng tiến hành điều tra kỹ lưỡng những ngôi nhà đổ nát, khu vực trũng thấp, bãi đậu xe ngầm và những nơi khác trong phạm vi quyền hạn để đạt được cảnh báo sớm cho các hộ gia đình. Tất cả trách nhiệm tại các khu vực dễ bị lũ lụt đã được giao cho các cá nhân và hơn 2.000 đội ứng phó khẩn cấp đã được tập hợp sẵn sàng. Trước trận mưa lớn, hơn 1.000 người ở khu vực nguy hiểm Lâm Tây ở thành phố Hoài Hóa đều đã được di chuyển trước. Vào chiều tối hôm thứ Ba, trong một cơn dông giống như sấm sét, nước lũ của kênh lũ Tuân Khiết Nguyên, Vương Tín và kênh lũ Cao Sa Viên Đồ Kiều ở huyện Trường Sa đã làm ngập toàn bộ bờ kè. Nhiều nơi ở sườn ngoài của kênh lũ đã bị xói mòn và rửa trôi.
hơn 130 cư dân trong những ngôi nhà bị phá hủy gần đó đã nhanh chóng được sơ tán dưới sự tổ chức của chính quyền địa phương và tái định cư trong những ngôi nhà của nông dân gần đó, là một trong những bộ phận chính của dự án kiểm soát lũ đô thị ở huyện Trường Sa. Kè Tuấn Kiệt nằm ở phía bắc thị trấn Tinh Sa, quận lỵ của huyện Trường Sa. Kè kiểm soát lũ tuyến đầu dài 4,5 km, bảo vệ an toàn của quận lỵ của huyện Trường Sa và khu phát triển kinh tế và công nghệ Trường Sa. Mặc dù hôm đó là lễ, nhưng khi tin tức về tình huống nguy hiểm đến được với người phụ trách phòng chống thiên tai của quận đang trực, người phụ trách đã ngay lập tức triển khai công tác cứu hộ. Lực lượng cứu hộ lập tức bước lên đê và tình hình nguy hiểm đã được kiểm soát hiệu quả. 130 cư dân gần đó được chuyển đến đã trở về nhà vào hôm thứ Tư. Gần như cùng lúc đó, do mạng lưới đường ống thoát nước trong làng của giáo viên ở quận Nhạc Lục bị hư hỏng, cửa hàng tiện ích ở tầng hầm đầu tiên của làng giáo viên bị ngập, các phương tiện đậu bên ngoài bị ngập và nhà để xe ngầm của khách sạn Royal View bị ngập nước. Sau thảm họa, Ban chỉ huy phòng thủ quận Nhạc Lục đã điều động đội cứu hộ và các bộ phận liên quan để thoát nước kịp thời. Lượng nước ngập ở đây về cơ bản đã được rút hết. Lượng nước ngập ở đây về cơ bản đã được rút hết. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nước Việt Nam ta có một số phận không thể tách rời với Trung Quốc, điều này là không thể chối cãi. Có thể nói ngoại giao giữa hai nước theo kiểu tay thì bắt nhưng chân thì đá. Chúng ta vẫn cần hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, nhưng đồng thời không bao giờ được quên đề phòng Trung Quốc. Bởi nhìn lại lịch sử cả nghìn năm thì người Việt Nam ai cũng nhìn rõ được dã tâm cũng như sự cháo trở thâm độc của gã khổng lồ phương Bắc. Chắc hẳn các bạn còn nhớ trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc vào một thái độ rất là khác lạ. Họ vừa nhắc đến cái tên Ukraine và sau đó thì không úp mở, Trung Quốc đã vào việc, vào vấn đề luôn. Trung Quốc nói với Việt Nam là sẽ không thể xảy ra một thảm kịch trong khu vực. Tại sao bỗng dưng ông ta lại nhắc đến vấn đề này và nói rằng sẽ không để xảy ra một thảm kịch tương tự như vậy ở châu Á? Nói thẳng nhé, đây là cách mà ông ta trấn an Việt Nam rằng Trung Quốc sẽ không đánh Việt Nam. Nếu Việt Nam cứ ngoan ngoãn đi theo đường lối 30 và 40 thì theo tôi cứ cái gì mà Trung Quốc hứa hẹn, Trung Quốc vỗ về thì ta cứ làm ngược lại. Và trên thực tế là các vị lãnh đạo trong Bộ Chính trị, từ Tổng Bí thư cho đến Thủ tướng đều đến thăm những vùng xung yếu giáp biên giới với Trung Quốc và có nguy cơ xảy ra xung đột nhất như một cách phản ứng kịp thời. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng thì đến thăm Quảng Ninh, nơi có cửa khẩu Móng Cái rất tấp nập. Ở Quảng Ninh có một cái điều khoản rất là oái ăm mà tỉnh này đã lỡ ký với Trung Quốc, đó là công dân Trung Quốc được phép lái xe sâu vào nội địa Việt Nam 180 cây số để du lịch. Hàng tháng sẽ có khoảng trên dưới 300 xe dưới 9 chỗ ngồi được phép vào Việt Nam theo diện như thế. Lệnh du lịch này được thí điểm vào năm 2018 đến nay đã là hơn 4 năm rồi. Tôi tin rằng số lượng xe được cấp phép đã lớn hơn rất nhiều và thời gian lưu trú trên lãnh thổ Việt Nam có thể lên đến 6 tháng cho mỗi xe du lịch. Lợi ích thì tôi không biết là thu được mấy đồng, nhưng mà chi phí cho an ninh để theo dõi những đoàn xe này thì tôi nghĩ là chả bỏ. Vì ai biết được trong những đoàn xe đó có bao nhiêu gián điệp, có bao nhiêu là quân nhân Trung Quốc núp dưới vỏ du lịch. Và chẳng may nếu xảy ra chiến tranh thì với khoảng thời gian 6 tháng nằm vùng trên đất Việt Nam thì bọn chúng đã thông thạo địa hình như thổ địa ở Việt Nam rồi. Vậy nên nơi đây đã giành được sự chăm sóc đặc biệt của Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương của chúng ta. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thì cũng có chuyến đi thị sát với tỉnh Bình Phước. Tỉnh này có khoảng 260 cây số đường biên giới giáp với Campuchia và có nhiều đường mòn, lối mở, tạt ngang, rẽ tắt khiến cho việc phòng thủ những khu vực xung yếu hết sức vất vả. Tiếp đó thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Trung đoàn Không quân 937, dạo quanh khu vực phía Nam với những vị trí trọng yếu. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thì cũng đi thăm các đơn vị công nghiệp quốc phòng và cũng cần lưu ý rằng vào trung tuần tháng 3 năm nay, con trai của Hun Sen là Hun Manet đã ký một thỏa thuận quân sự với Trung Quốc mà chúng ta không thể biết là họ định làm gì ở biên giới phía Tây Nam. Vậy nên tâm lý cảnh giác của Việt Nam là một điều rất dễ hiểu. Và năm ngoái, Trung Quốc đã tiến hành hơn 50 cuộc tập trận lớn nhỏ ở ngoài Biển Đông. Còn năm nay thì chúng dám đưa tàu chiến vào vùng độc quyền 200 hải lý của Việt Nam để dương oai diễu võ, mặc cho Việt Nam đã giao thiệp qua nhiều kênh ngoại giao một cách rất nhã nhặn. Khi thấy phản ứng của Việt Nam khá rắn thì phía Trung Quốc mới bắt đầu lên tiếng.
chúng tôi xin được trích đoạn nói chuyện giữa Việt Nam và Trung Quốc theo thông tin từ phía đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV như sau. Vương Nghị nói rằng Trung Quốc và Việt Nam là hai nước xã hội chủ nghĩa anh em. Chúng ta không thể cho phép tâm lý chiến tranh lạnh trỗi dậy trong khu vực để cho một thảm kịch giống như Ukraine lặp lại. Với tư cách là hai nước xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đoàn kết và hợp tác với Việt Nam để chống lại nguy cơ bên ngoài, đối phó một cách đúng đắn với các tác động lan tỏa của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với khu vực và đóng vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực. Họ Vương còn cáo buộc rằng Mỹ đang có những nỗ lực gieo rắc mối bất hòa và gây bất ổn ở Biển Đông bằng cách thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một giọng điệu kêu gọi Việt Nam chống Mỹ một cách rất quen thuộc. Vương Nghị nói với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn rằng Mỹ đã cố gắng làm suy yếu sự phối hợp và hợp tác giữa các thành viên ASEAN và Trung Quốc ở cấp độ kinh tế và an ninh sâu hơn, bằng cách tận dụng sự khác biệt giữa các quốc gia riêng lẻ và Trung Quốc. Đây là biểu hiện của tâm lý chiến tranh lạnh vốn đã gây ra xung đột quân sự ở châu Âu. Vương Nghị cho biết, một khi bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC đạt được và đi vào thực tế, thì sự giao lưu hợp tác giữa các nước trong khu vực sẽ suôn sẻ hơn, mức độ hội nhập kinh tế sẽ cao hơn và mức độ phụ thuộc lẫn nhau về an ninh cũng sẽ cao hơn. Và điều này sẽ được cho là làm suy yếu một cách hiệu quả khả năng gieo rắc bất hòa của Hoa Kỳ. Theo cách hiểu của chúng tôi thì Trung Quốc nói một đằng thì ta cứ làm ngược lại vẫn là chắc bài nhất, và chắc chắn nhiều người trong số các bạn cũng sẽ có suy nghĩ giống tôi. Nước bá quyền nhưng lại hay nói chuyện bình đẳng và bác ái thì lại giống như mấy ông trùm hay nói đạo lý như Quyết Còi hay Tân Hoàng Minh, những gián điệp Tàu Cộng vừa mới bị nhập kho vài tháng trước. Trong bối cảnh cuộc chiến mà Nga phát động ở Ukraine chưa thấy có dấu hiệu đi đến hồi kết, kinh tế Nga vẫn trụ vững sau những đòn trừng phạt của phương Tây và dân Nga chịu khổ chắc cũng quen rồi. Thế nên cuộc chiến có thể sẽ kéo dài vài năm như thời đánh phát xít chứ chẳng chơi. Chúng tôi chắc chắn rằng có bàn tay của anh Tập ngầm giúp đỡ thì Nga mới có thể trụ được lâu như vậy. Khi cả hai anh Pu và Tập đã câu hẹn câu thề trong Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vừa rồi, Ukraine tưởng chừng được Mỹ và phương Tây giúp sức thì đang thất thủ. Nhiều cá lớn trong đó có cả NATO và Mỹ đang loay hoay trong cuộc chiến này. Điều đó đang làm cho anh Tập tin rằng sẽ có một khoảng trống quyền lực để cho Trung Quốc tiện tay dắt dê. Theo binh pháp tôn tử có nghĩa là Biển Đông hoặc là Đài Loan sẽ dễ có nguy cơ trở thành món ngon cho bữa tiệc bành trướng mà ông Tập muốn khao đồng đảng của ông ta trong Đại hội 19 này. Và đổi lại thì chiếc ghế quyền lực sẽ dính chặt vào đít ông ta cho đến chết. Trong một diễn biến khác, thế giới quan sát cho là cuộc chiến ở Ukraine và Nga sẽ còn lăng nhăng và bùng nổ lớn thêm vì các nguyên nhân sau. Cuộc chiến này đến nay không chỉ là chuyện giữa hai nước Nga và Ukraine nữa, mà còn kéo theo và mở rộng thành khu vực chiến trường ở Đại Tây Dương giữa Mỹ và khối NATO và Nga. Đảng Dân Chủ ở Mỹ thì đang tài trợ cho Ukraine chiến đến giọt máu cuối cùng và đến người Ukraine cuối cùng. Mỹ có thể sẽ chỉ tài trợ vừa đủ cho Ukraine số lượng vũ khí để họ không thua trắng tay, nhưng cũng không đủ để cho Ukraine thắng được người Nga. Thành ra cuộc chiến sẽ lằng nhằng kéo dài và Putin nói rằng Mỹ sẽ chống lại người Nga đến người Ukraine cuối cùng, nên ông ta sẽ tiếp tục cuộc chiến đủ để lôi kéo phía đồng minh vào bàn đàm phán theo hướng có lợi cho Nga. Trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang lùng nhùng và chưa đến hồi dứt điểm, thì việc Tập Cận Bình liên tục có các hoạt động quân sự ở Biển Đông dẫn đến nguy cơ chiến tranh tràn lan ra khắp thế giới vẫn có khả năng xảy ra. Có thể nói là hòa bình thế giới hiện nay đang nằm trong tay của ông Tập Cận Bình. Nhiều người cho là Nga sẽ không làm gì Ukraine, nhưng cuối cùng thì Putin vẫn xuống tay và tấn công nước này đó thôi. Mặc dù Trung Quốc đã nói là sẽ không để cho chuyện giống như Ukraine xảy ra tương tự với Việt Nam, nhưng chúng tôi và nhiều người khác cho là chúng ta nên hiểu ngược lại, bởi vì chúng tôi vẫn cho là ông Putin đã tranh thủ với Ukraine, thì hà cớ gì ông Tập không thể tranh thủ động binh ở khu vực Á Đông. Vừa qua, Washington Post trích dẫn một nguồn tin giấu tên tố cáo Trung Quốc đang bí mật xây dựng hạ tầng hải quân ở Campuchia để sử dụng độc quyền, qua đó làm dấy lên lo ngại ảnh hưởng đến an ninh toàn cầu khi Trung Quốc đang từng bước thực hiện âm mưu thao túng thế giới. Ngày 8 tháng 6, Đại tướng Thi Banh, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cùng Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên đã tham gia lễ động thổ dự án hiện đại hóa quân cảng Dream. Đại sứ Vương đã nói trong buổi lễ, Trung Quốc và Campuchia đã trở thành những người anh em son sắt. Chắc các bạn còn nhớ Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã từng có một phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội: "Nếu tôi không dựa vào Trung Quốc thì dựa vào ai?" Câu nói này đã được rất nhiều tờ báo lớn của Việt Nam đưa lên trang nhất và tường thuật lại. Vì sao Hun Sen lại đưa ra phát biểu gây rất nhiều tranh cãi như vậy?
Cụ thể, trong một bài phát biểu tại Hội nghị quốc tế về tương lai châu Á tổ chức trực tuyến tại Tokyo, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng những chỉ trích của khối ASEAN về việc Phnom Penh quá phụ thuộc vào Bắc Kinh và làm tổn hại tới lợi ích của khối là không công bằng. Và ông này nói rằng không dựa vào Trung Quốc thì dựa vào ai, không hỏi Trung Quốc thì hỏi ai. Những hành động của Campuchia đang gây bất lợi cho việc ra tuyên bố chung về các hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông và làm tổn hại lợi ích của khối ASEAN là một điều quá rõ ràng. Và hành động của Campuchia cũng như câu nói của Hun Sen như một cú tát và thẳng vào mặt 10 nước thành viên ASEAN rằng trong nội bộ của ASEAN có một nước làm đầy tớ của Trung Quốc mà các người chẳng làm gì được. Cá nhân kênh tin mới cho rằng đây là một pha lật kèo đầy cháo trở. Hun Sen ngày nay không còn là Hun Sen của 40 năm về trước, khi ông ta thất thèo chạy sang Việt Nam cầu viện Hà Nội để tiêu diệt chế độ Pol Pot. Khi được phỏng vấn về công lao to lớn của bộ đội Việt Nam với đất nước, với nhân dân Campuchia, khi đó ông ta đã nói, không có bộ đội Việt Nam chúng tôi sẽ chết. Còn nay thì nếu tôi không nhờ Trung Quốc thì tôi nhờ ai? Bình luận về phát ngôn hay chính xác là lời bợ đỡ này của Hun Sen, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Bắc Kinh tán thưởng cao bộ bình luận của Thủ tướng Hun Sen sau khi nhà lãnh đạo Campuchia nói rằng không trông cậy vào Trung Quốc thì trông cậy vào ai. Ông Triệu nói rằng Trung Quốc tán thưởng cao độ những bình luận liên quan của nhà lãnh đạo Campuchia và cho biết ông Hun Sen là người bạn tốt được nhân dân Trung Quốc tôn trọng. Bắc Kinh từ trước tới nay luôn coi trọng cao mối quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia. Dường như là Hun Sen đã quên mất bài học lịch sử đau thương của Campuchia, cuộc dân tộc mình khi bị lóa mắt bởi những nắm đô la mà Bắc Kinh ném cho chế độ của ông ta. Chế độ Pol Pot là một chế độ đã từng rất vâng lời Trung Quốc, đã diệt chủng chính dân tộc mình. Hàng triệu người Campuchia đã lao động đến chết trong các trại tập trung và chết bởi súng đạn và đại bác mà Trung Quốc đã viện trợ cho chế độ này. Câu hỏi đặt ra là nếu Trung Quốc có ý định diệt chủng Campuchia thêm một lần nữa và nếu Hun Sen cầu viện Hà Nội một lần nữa thì hỡi các thanh niên Việt Nam, các bạn có tình nguyện tòng quân đủ xương máu để giúp một đất nước bạc bẽo như vậy hay không? Nhiều người cho rằng Hun Sen làm như vậy để lấy lòng Trung Quốc là để nhận thêm viện trợ, để tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc để phát triển đất nước. Đất nước nào chả thế và cho rằng đó là khôn ngoan. Nhưng hỡi ơi, các bạn nghĩ vậy là chưa thấy hết các vấn đề. Để nhận được viện trợ và giúp đỡ của Trung Quốc, Hun Sen đã chấp nhận là một cái việc khá là khốn nạn, đó là đâm sau lưng ân nhân đã từng giúp đỡ mình là Việt Nam. Trang mạng Soha của Việt Nam cũng cho đăng tải một thông tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đã xác nhận rằng Trung Quốc đã đưa lực lượng đến quân cảng chiến lược Rim. Và lời nói của ông này được cho là xác nhận việc các quân nhân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA sẽ hiện diện tại căn cứ Rim. Trước đó, thì ông Tibang trả lời trang Fresh News của Campuchia, việc phát triển quân cảng Rim sẽ cho phép ngành hàng hải của Campuchia có một bến đỗ ổn định, có nhà máy đóng tàu và cầu cảng. Rõ ràng là ngày nay không có nhà máy đóng tàu nào được xây dựng do mực nước biển thấp. Campuchia không đủ khả năng tự mình chi trả cho việc xây dựng và nâng cấp căn cứ Dream. Vì vậy, Trung Quốc đã giúp chúng ta một tay, hoạt động xây dựng ở cảng Dream đã được khởi động và Trung Quốc đang gửi đến các vật tư phục vụ cho việc xây dựng. Lời xác nhận của Bộ trưởng Tibang được đưa ra sau khi một số hãng truyền thông của Mỹ cáo buộc Campuchia đã cho phép Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này. Trong một báo cáo mới nhất được công bố mới đây và cập nhật một tuần sau đó, Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS đã phát hiện trên ảnh vệ tinh có hai tòa nhà đã được sử dụng một cách cấp tốc tại căn cứ hải quân Dream của Campuchia. Các tòa nhà này là sở chỉ huy chiến thuật của Ủy ban An ninh Hàng hải Quốc gia đã được Mỹ tài trợ xây dựng ở căn cứ Dream. Tuy nhiên, giới chức Campuchia vào năm 2020 đã san phẳng công trình này để lấy chỗ xây dựng hai tòa nhà mới và làm dấy lên lo ngại. Trung Quốc có thể hưởng lợi từ hoạt động nâng cấp căn cứ hải quân Dream. Việc hiện đại hóa quân cảng này sẽ cho phép Trung Quốc tiếp nhận các tàu sân bay cũng như phục vụ các tàu đổ bộ tấn công đa năng Trident 15 mới. Đây sẽ là vị trí then chốt trong các hoạt động trên bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đồng thời, kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy Trung Quốc đang xây dựng một bến tàu hoặc một cầu cảng thứ hai để gia tăng khả năng cho căn cứ hải quân của mình tại Campuchia.
Tất cả các hoạt động này được đánh giá là sẽ cho phép Hải quân PLA triển khai sức mạnh của mình ở bên ngoài và các khu vực hoạt động truyền thống ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman hôm vừa qua đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về sự hiện diện quân sự và việc xây dựng các công trình của Trung Quốc tại căn cứ Hải quân Dream. Mỹ cũng kêu gọi giới lãnh đạo Campuchia duy trì chính sách đối ngoại độc lập và cân bằng vì lợi ích cao nhất của nhân dân Campuchia. Mặc dù hiện tại không có bằng chứng rõ ràng về sự hiện diện của PLA tại căn cứ Dream, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này trong tương lai, đặc biệt là khi xét tới các khoản nợ của Trung Quốc đang làm cho Phnom Penh ngày càng lún sâu vào vùng ảnh hưởng của Trung Quốc. Campuchia có vị trí địa chiến lược khá quan trọng ở khu vực Đông Nam Á, nằm án ngữ phía Tây và Tây Nam của Việt Nam. Phía Đông giáp Thái Lan, giáp hạ nguồn lưu vực sông Mekong và vừa thông ra biển, vừa an ngữ tuyến đường thủy huyết mạch ở khu vực Đông Nam Á lục địa. Có cảng nước sâu Sihanouk nằm trong tuyến đường hàng hải chiến lược từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Việc chi phối Campuchia sẽ mang lại cho Trung Quốc nhiều lợi ích về chính trị và quốc phòng an ninh. Với sự góp mặt ở Campuchia, Trung Quốc có thể nắm giữ một địa bàn chiến lược làm hạn chế sự gia tăng ảnh hưởng của Mỹ, Nhật Bản đối với khu vực. Trong bối cảnh mà sự ủng hộ của các nước này đối với Philippines và Việt Nam đang gây ra những thách thức đối với yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời nó góp phần gia tăng sức ép đối với Việt Nam từ hướng Tây Nam. Trong trường hợp quan hệ Trung Quốc-Việt Nam căng thẳng, tất cả những hành động và lời nói của Hun Sen cho đến nay đều đã lộ mặt. Ông ta đã sẵn sàng bán đứng Việt Nam. Hiện nay ông ta chưa bán đứng ân nhân của mình là bởi vì ông ta đang đợi đến khi nào được giá mà thôi. Với những hành động tráo trở như vậy của Campuchia, xương máu của hàng loạt bộ đội tình nguyện Việt Nam đã uổng phí. Nhưng ở đời cái gì cũng có cái giá của nó. Một kẻ phản trắc như Hun Sen khi hết giá trị lợi dụng thì Trung Quốc cũng phế bỏ ông ta mà thôi. Và đất nước Campuchia hiện nay đang lún sâu vào nợ nần và lệ thuộc Trung Quốc rất sâu nặng. Và bạn biết đấy, người Trung Quốc không cần Campuchia trả nợ. Cái mà họ cần là dân Campuchia biến mất và lãnh thổ Campuchia sẽ là của họ, như đã từng làm với chế độ Pol Pot. Người Trung Quốc, mà đặc biệt là người Hán nhiều đời bị các dân tộc lân bang thống trị nên luôn có tư tưởng bành trướng khi có cơ hội. Trước tình hình các nước lớn như Mỹ, Anh, Úc liên tục đưa tàu chiến vào Biển Đông trong thời gian qua nhằm ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc bị bao vây từ phía bởi các nước, Trung Quốc vẫn không quên một quốc gia nhỏ bé luôn khiến họ đau đầu. Cũng là một quốc gia kiên cường nhất trong vấn đề chủ quyền Biển Đông, đó chính là Việt Nam. Có lẽ cả người Việt Nam và Trung Quốc đã từng đặt ra một câu hỏi liệu Trung Quốc có đánh Việt Nam không? Trong trường hợp nào thì hai nước lại bùng nổ xung đột và chiến tranh? Trong video ngày hôm nay, mời các bạn tham khảo một bài phân tích về các khả năng xung đột Việt-Trung do một tác giả Trung Quốc viết trên mạng của nước họ. Bài viết này như sau. Mấy năm gần đây, do khu vực Biển Đông chứa tài nguyên dầu khí phong phú, một số nước Đông Nam Á đã thèm muốn các đảo ở Biển Đông. Trong đó, nước chiếm nhiều đảo ở khu vực Biển Đông nhất chính là Việt Nam. Việt Nam mấy năm gần đây trên các vấn đề Biển Đông cực kỳ phô trương. Theo thống kê chưa đầy đủ, Việt Nam giữ gần 30 đảo, bất chấp các cảnh báo nghiêm khắc của Trung Quốc, đã xây dựng các công trình quân sự kiên cố trên những đảo đó, đóng nhiều quân, di dân và khoan hơn 1.000 giếng dầu. Cục diện hai nước Trung Việt một thời rất căng thẳng cũng khiến cho chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến khả năng hai nước Việt Nam và Trung Quốc phát sinh xung đột rốt cục có nhiều hay không. Chiến tranh tất nhiên là có một bên khiêu chiến trước, sau đó bên kia phản kích. Dưới đây, tôi sẽ phân tích khả năng từng bên phát động chiến tranh theo quan điểm cá nhân. Trước hết, nói về khả năng Việt Nam là bên phát động chiến tranh, tôi cho rằng Việt Nam sẽ không chủ động phát động chiến tranh vì những lý do sau đây. Thứ nhất là nhân tố lịch sử. Cuộc chiến tranh gần đây nhất giữa hai nước Trung Việt là cuộc chiến năm 1979. Khi đó Việt Nam được Liên Xô ủng hộ nên có hành động đối địch với Trung Quốc. Trung Quốc tấn công Việt Nam trong thời gian ngắn, đã chiếm được hơn 20 thị trấn và thị xã quan trọng của Việt Nam, trong một tháng đã tuyên bố thắng lợi. Thêm nữa, chúng ta duy trì nguyên tắc tự vệ, không tiếp tục đánh chiếm Việt Nam, hy vọng Việt Nam có thể tự biết. Nhưng sau khi phía Trung Quốc rút đi, Việt Nam đơn phương tuyên bố chiến thắng. Bước vào thập niên 1980, hai nước tiếp tục đối kháng cho đến thập niên 1990, sau khi Liên Xô giải thể, quan hệ hai nước mới dần dần khôi phục bình thường.
hơn 30 năm trước, giải phóng quân Trung Quốc đã dễ dàng đánh bại Việt Nam. 30 năm sau, với trình độ quân sự hiện tại của Việt Nam cơ bản không thể kháng cự quân đội Trung Quốc. Trong một cuộc chiến tranh quy mô lớn, vũ khí hiện tại của Việt Nam đại bộ phận đều là hàng cũ của quân Mỹ trong Thế chiến thứ hai, sớm đã không thể đánh thắng trong bất kỳ cuộc chiến tranh hiện đại nào. Trung Quốc cùng với tiến trình hiện đại hóa, bất kể là trang bị trên biển hay là lực lượng trên không, đều có rất nhiều thiết bị hiện đại. Việt Nam với chúng ta giao tranh, lấy thực lực của quân ta hiện nay, chỉ cần tên lửa của pháo binh thứ hai đã có thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Nếu Việt Nam thực sự phát động chiến tranh, đối với họ mà nói là cuộc chiến tranh toàn diện, nhưng đối với Trung Quốc lại chỉ là chiến tranh cục bộ. Cuộc chiến này đánh thế nào thì Việt Nam cũng thiệt hại. Thứ hai là nhân tố kinh tế. Theo quan điểm của tôi, chiến tranh hiện đại đánh không phải bằng người mà bằng tiền. Một khi khai chiến, chỉ sau vài tuần vũ khí trang bị bắt đầu bị tiêu thụ số lượng lớn. Các dây chuyền sản xuất ở trong nước bắt đầu nhanh chóng chuyển sang sản xuất hàng quân sự. Trung Quốc có danh hiệu công xưởng thế giới, hiệu suất của các dây chuyền quân sự tuyệt đối Việt Nam không thể so được. Hơn nữa, những năm này Trung Quốc ra sức phát triển cơ sở hạ tầng, phổ biến đường sắt trên cao và đường cao tốc trên toàn quốc, nhờ đó có thể vận chuyển vũ khí binh sĩ quân nhu ra tiền tuyến rất nhanh. Còn Việt Nam thì sao? Cơ sở công nghiệp của Việt Nam không bằng tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2020 ước tính là 2.786 đô la, mà bình quân đầu người của tỉnh Quảng Tây là 7.445 đô la. Từ phương diện kinh tế, Việt Nam không dám chủ động phát động chiến tranh với Trung Quốc. Từ góc độ của Trung Quốc thì thế nào? Chính phủ Trung Quốc nhất quán chủ trương giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Nói đơn giản là Trung Quốc sẽ không chủ động khai chiến. Thứ nhất là nhân tố lịch sử. Trung Quốc có căn cứ lịch sử đối với chủ quyền trên các đảo ở Biển Đông. Thế chiến thứ hai lại một lần nữa khẳng định chủ quyền Biển Đông. Năm 1949, Trung Quốc đã phát hành bản đồ đường chín đoạn, xác định rõ phạm vi chủ quyền. Hồi ấy không một ai đưa ý kiến khác, mà hiện nay Trung Quốc thành thể chế kinh tế lớn thứ hai thế giới. Một số nước bao gồm cả Việt Nam có thể nương theo chiến lược xoay trục của Mỹ, bắt đầu sinh sự ở Biển Đông đối đầu với Trung Quốc. Trong phương diện chủ quyền Biển Đông, Trung Quốc có chứng cứ lịch sử rõ ràng là bên chính nghĩa không cần lấy chiến tranh để giành chủ quyền. Thứ hai là thái độ ngoại giao, đàm phán song phương, đồng thời với chiến lược đa phương. Về lâu dài, Trung Quốc kiên trì thông qua đàm phán song phương để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông với các nước liên quan. Với thực tế, vấn đề Biển Đông từ song phương trở thành đa phương hóa, từ vấn đề khu vực trở thành quốc tế hóa. Trung Quốc không ngừng tìm tòi chiến lược đa phương có tính xây dựng, có thể thông qua phương thức thương lượng đa phương để thể chế hóa công thức, tạo thành một quy tắc hành vi có tính ràng buộc với các bên liên quan để giải quyết vấn đề, tạo thành cân bằng. Trong khu vực xung quanh mấy năm gần đây, quan hệ giữa Trung Quốc và khối ASEAN đã được cải thiện toàn diện, đã xây dựng được cục diện cộng đồng lợi ích chung khó có thể chia rẽ. Trung Quốc đề xuất kiến nghị khai thác chung, thừa nhận tiền đề là các bên có lợi ích, xây dựng một đơn vị khai thác dầu khí chung ở Biển Đông, đồng thời căn cứ vào cổ phần bỏ ra nhiều hay ít mà xác định phân phối có lợi ích hợp lý, phương pháp giải quyết vấn đề Biển Đông rất nhiều. Trung Quốc là nước yêu chuộng hòa bình, chiến tranh là điều chúng ta không mong muốn nhất. Thứ ba là các biện pháp khác. Theo tôi, sở dĩ các nước lớn được gọi là nước lớn không chỉ vì nó có năng lực phát động và chiến thắng trong chiến tranh, mà còn có năng lực ngăn cản chiến tranh phát sinh. Đối với vấn đề Biển Đông, Trung Quốc có rất nhiều biện pháp tốt hơn để giải quyết mà không cần đến chiến tranh. Trước hết, nhất định là đàm phán song phương. Nhưng nếu phía Việt Nam nhất quyết không nghe khuyến cáo thiện ý của Trung Quốc, thì trước hết chế áp kinh tế một cuộc, không xuất khẩu đến Việt Nam, cũng không nhập khẩu từ Việt Nam, kinh tế Việt Nam nhất định sẽ chịu thiệt hại. Không cần xuất động quân đội cũng khiến họ không còn thời gian lo về vấn đề Biển Đông nữa. Từ các quan điểm trên đây, tôi cho rằng khả năng Trung Việt chiến tranh đã nhỏ lại càng nhỏ. Các bạn thân mến, trên đây là nội dung bài viết trên trang mạng Trung Quốc phân tích về các khả năng nổ ra chiến tranh Việt-Trung. Các quan điểm nói rằng Trung Quốc có chứng cứ lịch sử về chủ quyền với các đảo trên Biển Đông, cùng với quan điểm về đường chín đoạn và cái gọi là chính nghĩa thuộc về Trung Quốc thì chỉ là quan điểm chủ quan của người Trung Quốc, và rõ ràng là ở góc nhìn của chúng ta bác bỏ lập luận đó. Tuy nhiên, nó không phải là chủ đề chính hôm nay nên chúng tôi chỉ xin lưu ý như vậy để các bạn biết. Một điểm Vin có đôi lời bình luận
là việc Trung Quốc cho rằng dùng biện pháp kinh tế không xuất khẩu sang Việt Nam và không nhập khẩu từ Việt Nam để trừng phạt Việt Nam. Nếu dùng biện pháp này thì Trung Quốc cũng là tự mình cầm đá đập vào chân mình. Bởi vì trong quan hệ thương mại Việt Nam-Trung Quốc hiện nay, Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam nhiều hơn là Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư sang Việt Nam để rồi xuất khẩu sản phẩm đi Mỹ và châu Âu nhằm lách những khoản thuế cao mà Mỹ và châu Âu đánh vào hàng đến từ Trung Quốc. Do vậy, giải pháp này không khả thi. Thực tế cho thấy trong những năm trước đây đã có lúc quan hệ hai nước rất căng thẳng, nhưng Trung Quốc cũng không dám dùng đến biện pháp kinh tế này. Về cái gọi là khai thác chung, qua bài viết này, chúng ta cũng thấy được ý định của Trung Quốc. Họ nói khai thác chung, phân chia lợi nhuận được dựa vào vốn liếng đóng góp, như vậy rõ ràng là không ổn. Vì các nước liên quan tranh chấp Biển Đông, không có nước nào có năng lực công nghệ và tài chính bằng được Trung Quốc. Cho nên nếu hợp tác kiểu đó thì chỉ có Trung Quốc là được lợi, hợp tác kiểu đó thì chẳng bằng là phân định theo luật pháp quốc tế một cách rõ ràng. Chỗ này của anh, chỗ kia của tôi trong vùng đã phân chia, ai muốn khai thác sao thì khai thác. Khi đó, kể cả các công ty Trung Quốc muốn vào vùng biển Việt Nam để hợp tác khai thác thì Việt Nam cũng sẽ hoan nghênh như các công ty của Mỹ, Nga, Ấn Độ hiện nay. Nói về chủ đề hôm nay là khả năng xung đột Việt-Trung, chúng tôi cũng cho rằng chiến tranh là điều cả hai bên đều không mong muốn, dù cho tranh chấp căng thẳng đến mức nào. Tuy nhiên không phải là vì nước Trung Quốc là nước yêu trụng hòa bình như vị tác giả của Trung Quốc kia tự xưng. Quy luật của thế giới tự nhiên là mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Do vậy, sở dĩ cá lớn còn chưa nuốt cá bé là vì cá bé không dễ nuốt, chứ không phải là vì cá lớn nhân từ gì cả. Nếu như cá bé dễ nuốt thì đã bị cá lớn nuốt từ lâu rồi. Đến về vấn đề Biển Đông, báo chí Trung Quốc có rất nhiều bài viết mang tính diều hâu, hiếu chiến và kiêu ngạo, cho rằng nếu Trung Quốc mà xảy ra xung đột với các nước Đông Nam Á khác thì hễ Trung Quốc động binh là có thể giành chiến thắng. Những bài viết như vậy chúng tôi thường sẽ không đưa lên tin mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số ít bài viết đánh giá thực tế, khách quan và phân tích tỉ mỉ. Những bài viết như vậy thể hiện được tầm nhìn của tác giả và cũng sẽ cho chúng ta hiểu được tình hình giữa hai nước. Những bài viết như vậy chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn. Một trong những bài viết đó có một bài viết với tiêu đề Chiến tranh Trung Việt trên Biển Đông có nên đánh hay không? Đánh thế nào? Đánh xong kết quả sẽ như thế nào? Sau đây là toàn văn nội dung của bài viết. Biết người, biết mình, trăm trận, không nguy. Việt Nam là một dân tộc như thế nào? Người Việt Nam nhìn người Trung Quốc như thế nào? Những điều này kỳ thực chúng ta biết cũng không nhiều. Trong các tài liệu của Trung Quốc, Việt Nam là một quốc gia cộng sản, là bạn bè tốt, đối tác tốt của Trung Quốc. Nhưng đa số dân Việt Nam không nghĩ như vậy. Trong lịch sử, Việt Nam từng bị Trung Quốc thống trị gần 1.000 năm cho đến thế kỷ thứ 10. Việt Nam mới thoát được sự thống trị đó và tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì quan hệ với Trung Quốc. Đến cuối thế kỷ 19, Việt Nam bị Pháp chiếm làm thuộc địa. Lúc đó, Trung Quốc mới chính thức từ bỏ địa vị bảo hộ đối với Việt Nam. Trong lịch sử bị thống trị có rất nhiều lần Việt Nam vùng lên khởi nghĩa chống lại các vương triều Trung Quốc. Trong sách giáo khoa lịch sử Việt Nam, khá nhiều vị được tôn xưng là anh hùng dân tộc với công lao là chống lại quân xâm lược phương Bắc, tức là các triều đại phong kiến Trung Quốc. Tại Việt Nam, trong một số các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, có người viết biểu ngữ rằng Trung Quốc là anh láng giềng to xác nhưng xấu bụng. Mặc dù biểu ngữ này xuất hiện trong một thời khắc đặc biệt của một sự kiện đặc biệt, nhưng nó cũng phản ánh rất nhiều người Việt Nam có cái nhìn phức tạp về Trung Quốc. Người Việt khâm phục sự phát triển của Trung Quốc, nhưng Trung Việt núi liền sông cũng khiến tâm lý đề phòng Trung Quốc của người Việt lấn át hơn sự hảo cảm với người Trung Quốc. Trong bảo tàng lịch sử Việt Nam, nhiều hiện vật trưng bày có liên quan đến các cuộc kháng chiến chống phong kiến Trung Quốc. Còn các ảnh hưởng tốt đẹp của Trung Quốc đối với Việt Nam thì ít đề cập. Trong bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ là nội dung nổi bật nhất. Nhưng các nội dung giới thiệu về việc Trung Quốc giúp Việt Nam kháng Pháp, kháng Mỹ thì cũng được giới thiệu khá ít. Tại sao người Việt rất xem trọng các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa? Các đảo tự nó không phải là quan trọng, cái quan trọng là dầu khí ở đó. Ở đây có những nguồn tài nguyên năng lượng lớn, nguồn tài nguyên dầu khí ở Biển Đông rất phong phú, được mệnh danh là Vịnh Ba Tư thứ hai. Năm 1986, Việt Nam lần đầu tiên mở một giếng dầu thăm dò. Trong những năm gần đây, Việt Nam còn chia khu vực biển Trường Sa hàng trăm lô dầu khí để mời các công ty của Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Anh đến ký hợp đồng thăm dò và khai thác dầu và khí thiên nhiên. Theo tin đồn, tiền từ khai thác dầu khí chiếm 30% GDP của Việt Nam.
Trước đây, gạo là trụ cột số 1 của nền kinh tế Việt Nam, nhưng hiện nay vị trí này đã bị dầu khí Biển Đông thay thế. Bởi thế Việt Nam trở thành nước xuất khẩu dầu khí. Với những lợi ích màu mỡ như vậy, Việt Nam liệu có bỏ ra không? Không bao giờ. Việt Nam sẽ chấp nhận tất cả mọi giá để bảo vệ chủ quyền và lợi ích ở đây. Đương nhiên, Việt Nam nói Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông từ cổ đến nay là lãnh thổ của Việt Nam và Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi, và họ cũng luôn đưa ra các chứng cứ. Ngược lại thì Trung Quốc đối với việc thăm dò hoặc khai thác dầu khí ở Biển Đông không thể không nói là có những hối tiếc. Một là vấn đề kỹ thuật. Trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí ở tầng sâu, giàn khoan Lưu Hoa là giàn khoan nước sâu lớn nhất của Trung Quốc, chỉ có thể làm việc ở độ sâu 333 mét, trong khi đó giàn khoan dầu của quốc tế có thể hoạt động ở độ sâu tối đa lên đến 2.438 mét. Thứ hai là hợp tác. Không biết vì nguyên nhân gì, trong khi Việt Nam kỹ thuật không giống nhưng lại có thể hợp tác với Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Đức mà các công ty đa quốc gia có kỹ thuật tiên tiến này lại không hợp tác khai thác cùng Trung Quốc. Câu hỏi này tôi cũng đang tìm kiếm câu trả lời chuẩn xác. Thứ ba là vấn đề về địa lý. Khoảng cách từ vùng biển Trường Sa đến mũi cực nam của Trung Quốc ở thành phố Tam Á cũng lên đến 1.400 km. Nếu có khai thác được một lượng lớn dầu mỏ thì làm sao vận chuyển về trong nước để chế biến thành sản phẩm? Đây là một vấn đề rất cân não. Vì vậy, bỏ vấn đề chủ quyền sang một bên lấy lợi ích kinh tế mà nói, Biển Đông đối với Việt Nam là miếng thịt béo ngậy trong miệng, mà đối với Trung Quốc nó có phải giống như một chiếc xương gà hay không? Thứ tư là tiềm lực và binh lực của Trung Quốc vượt xa Việt Nam. Những mối quan hệ giữa chiến tranh cục bộ với tiềm lực quốc gia không lớn lắm. Các thành phần chủ chiến trong nước đã đưa ra một tập hợp dữ liệu, phân tích sức mạnh tổng hợp và sức mạnh hải quân của hai nước Trung Việt rồi cho là nếu Trung Quốc đánh Việt Nam thì tất nhiên lễ ra quân là thắng, mã đáo thành công. Các dữ liệu họ đưa ra như sau. Về tiềm lực kinh tế, Việt Nam chỉ tương đương với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Do vậy, thực lực chênh lệch giữa hai bên không phải là một con số nhỏ. Lại nói trên mặt binh lực, lực lượng vũ trang Việt Nam hiện nay có khoảng 492.000 người, trong đó hải quân có tổng cộng 42.000 người. Riêng hải quân đánh bộ chiếm 30.000 người. Hải quân chia thành 4 vùng duyên hải, trang bị chủ yếu có 7 tàu hộ vệ, 55 tàu tuần tra và tàu cao tốc nhỏ, 16 tàu quét mìn, 7 tàu đổ bộ cùng 30 tàu đổ bộ cỡ nhỏ khác. Quân đội Trung Quốc không có con số rõ ràng, nhưng có nguồn tin cho biết hải quân có 25 tàu khu trục, 45 tàu hộ vệ, 5 tàu đổ bộ xe tăng, 5 tàu đổ bộ cỡ trung bình, 50 tàu ngầm thông thường, 5 tàu ngầm hạt nhân và 45 tàu tên lửa. Các số liệu trích dẫn ở trên là chân thực và có thể tin được. Dựa vào đó có thể thấy tiềm lực và binh lực hùng hậu của Trung Quốc là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng chúng ta từ góc độ kỹ thuật mà nhìn, địa điểm diễn ra chiến tranh sẽ quyết định phương hướng phát triển chiến tranh. Nếu chiến tranh ở biên giới, Trung Quốc chắc chắn sẽ thắng. Nếu Hải quân Việt Nam tìm đến cửa ngõ ở Vịnh Bắc Bộ hoặc vùng biển Quảng Tây, Trung Quốc cũng tất thắng. Ngay cả là hải chiến ở phía Nam Hoàng Sa, Trung Quốc cũng giành thắng lợi, không có nghi ngờ gì. Nhưng ở đây có một vấn đề là phạm vi và quy mô chiến tranh. Quy mô chiến tranh có thể chia làm hai loại. Một là chiến tranh toàn diện, hai là nước động viên toàn diện hoàn toàn đối địch. Anh không diệt tôi thì tôi cũng diệt anh. Các cuộc chiến tranh toàn diện gần đây như cuộc chiến tranh vùng vịnh hoặc là cuộc chiến tranh Balkan. Hai là chiến tranh cục bộ, đây là chiến tranh có trọng điểm, chẳng hạn chiến tranh ở biên giới hải đảo giữa hai nước. Ví dụ trong cuộc chiến loại này thì có hải chiến Falkland giữa Argentina và Anh, hay trên cao nguyên Golan giữa Israel và Palestine. Trên phương diện tiềm lực mà nói, Israel mạnh hơn nhiều so với Palestine. Nhưng tại sao người Palestine và người Israel đã chiến đấu trong nhiều thập kỷ mà không ai diệt được ai? Điều này cho thấy thắng bại trong loại chiến tranh này không chỉ phụ thuộc vào tiềm lực quốc gia. Bởi vậy, chúng tôi không cho rằng với sức mạnh và tiềm lực của Trung Quốc thì tất nhiên có thể cất quân là thắng, mã đáo thành công. Dưới đây chúng ta sẽ tiếp tục bàn về cuộc hải chiến Trung Việt trong tương lai. Bộ Tổng tham mưu của quân đội trong các đợt suy diễn trên sa bàn đều nên cân nhắc trước tiên các nhân tố bất lợi rồi mới nên xem xét đến các yếu tố thuận lợi, trước hết là nghĩ đến yếu tố xấu nhất. Rồi hãy nên nghĩ đến những nỗ lực tốt nhất. Đối với Hải quân Trung Quốc, khi xung đột với Việt Nam tại Trường Sa, sẽ có những yếu tố không thuận lợi sau đây. Thứ nhất, binh pháp dạy thiên thời không bằng địa lợi. Trong địa lợi thì tối quan trọng là yếu tố gần xa. Vấn đề đầu tiên này khiến Trung Quốc thuộc về địa vị bất lợi. Đem quân đi xa mệt nhọc mà đội quân lại cô độc tiến đến chiến trường là điều đại kỵ của binh pháp.
Thứ hai, lại nói Việt Nam ở Trường Sa chiếm giữ 29 đảo, Trung Quốc chiếm 8 đảo, Đài Loan chiếm đảo Ba Bình lớn nhất. Trên các điều kiện hiện hữu và thực lực mà xét, vẫn là Việt Nam chiếm các vị trí có lợi nhất. Tốc chiến, tốc huyết không thể nào thực hiện được, nhưng trường kỳ mà đánh thì đối với Trung Quốc lại càng bất lợi. Bởi vì như đã nói, binh pháp dạy rằng đem quân đi đánh xa mà đội quân cô độc tiến đến chiến trường là điều đại kỵ với binh pháp. Dốc các đảo ở Trường Sa quá nhỏ, rất khó bố trí số lượng lớn vũ khí và binh lực. Cho nên trận hải chiến ở đây không có khả năng đưa vào số lượng lớn binh lực và vũ khí. Nó sẽ là một cuộc chiến quy mô nhỏ hoặc là một cuộc xung đột nhỏ kéo dài. Tất nhiên, yếu tố quyết định chiến tranh không chỉ riêng vị trí địa lý. Hải quân anh hùng của Trung Quốc có thừa dũng khí và quyết tâm để chiến thắng khó khăn và địch nhân. Bên cạnh đó, tàu ngầm, tàu khu trục và cả tàu sân bay Liêu Ninh sẽ là những thanh kiếm của chúng ta ở Biển Đông. Tuy nhiên, cách nghĩ của người ái quốc ở trong nước cho rằng Hải quân Trung Quốc hễ ra tay là có thể mã đáo thành công thì lại chỉ là mơ tưởng. Vấn đề thứ hai là sau một trận hải chiến khó khăn, Hải quân Trung Quốc có thể đánh bại Hải quân Việt Nam, nhưng đối phương sẽ cam tâm thất bại ư? Những lực lượng còn lại của Việt Nam liệu có cam tâm buông đao xuống để thành Phật tại chỗ? Đừng nói là tôi không tin, mà sợ rằng không ai có thể tin nổi điều này. Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 là thời của Mao Trạch Đông, Hải chiến Trường Sa 1988 là thời của Đặng Tiểu Bình. Trung Quốc giành được thắng lợi nhưng không những vấn đề Biển Đông không giải quyết được, mà ngược lại Việt Nam còn đóng giữ nhiều nơi hơn. Cũng có thể nói chiến tranh nhỏ không thể cải biến hiện trạng, có khi còn khiến cục diện càng biến hóa. Trên mạng của chúng ta có cư dân mạng hiến kế rằng ở Biển Đông, nếu hải chiến thì Trung Quốc cũng sẽ chịu tổn thất, chi bằng dùng kế vây ngụy cứu triệu, và cư dân mạng đã vạch ra Dương Đông kích Tây, binh tiến Việt Bắc gây ngụy cứu triệu, lục chiến làm chủ hải chiến là phụ chiếm thế chủ động. Trọng điểm là chuẩn bị mưu kế và tổ chức đánh đồng thời để giành thắng lợi trong một trận chiến dịch nhằm vào Hà Nội, nhằm tiêu diệt sinh lực của các quân đoàn Việt Nam. Từ góc độ kỹ thuật mà nói, quân đội chúng ta từ Vân Nam, Quảng Tây ở biên giới Trung Việt đột nhập Việt Nam và đến được Hà Nội cũng là một vấn đề vô cùng khó, bởi vì phía Bắc Việt Nam địa hình là núi và rừng rậm như một chiến lũy tự nhiên. Trong cuộc chiến năm 1979, quân ta tuy được vào Lạng Sơn nhưng đã phải trả giá bằng thương vong rất lớn, kèm theo đó là rất nhiều áp lực từ quốc tế. Và điều này, nếu các bạn quan tâm, có thể tìm hiểu qua rất nhiều tư liệu về cuộc chiến tranh. Thương vong của Trung Quốc trong cuộc chiến đó chủ yếu là do Việt Nam thực hành chủ trương toàn dân vi binh và chiến thuật du kích, khiến quân đội Trung Quốc luôn bị bất ngờ, không kịp đề phòng. Cũng có những cư dân mạng đề nghị rằng lãnh thổ Việt Nam dài và hẹp, thiếu chiều sâu chiến lược nên có thể đột kích từ phía biển, cắt đôi hoặc cắt lãnh thổ Việt Nam thành nhiều đoạn. Điều này cũng khó mà thực hiện. Tại sao những sách lược như vây ngụy cứu triệu hoặc đổ bộ chia cắt lãnh thổ Việt Nam lại không thể thực hiện được? Lý do chính là ở đây chỉ là một cuộc chiến tranh cục bộ chứ không phải là chiến tranh tổng lực. Chiến tranh cục bộ là tranh chấp ở đâu thì chiến tranh phải diễn ra ở đó. Chẳng hạn như cuộc chiến Falkland giữa Argentina và Anh, hai nước tranh một hòn đảo. Cuộc chiến đó diễn ra chỉ trên một hòn đảo tranh chấp. Nếu bạn không làm theo quy tắc của chiến tranh cục bộ mà lại huy động đại quân ở trên bộ hoặc đổ thủy quân lục chiến lên các đảo ở Biển Đông thì có thể dẫn đến bắt đầu đại chiến thế giới và đặt nhân loại vào ngày tận thế. Thế giới này hãy còn đạo lý, nhiều nước theo công lý quốc tế sẵn sàng để mắt đến bất kỳ điều gì, bất hợp lý nào. Bởi thế, tên lửa Trung Quốc có thể phong tỏa Biển Đông và trừng trị Việt Nam, nhưng như vậy tất sẽ kích động công cộng. Biển Đông là một đường thủy quốc tế rất quan trọng, không chỉ là tuyến đường thương mại của các nước, mà ngay đến Trung Quốc cũng phải vận chuyển một nửa nhu cầu dầu mỏ qua tuyến đường thủy này. Mặt khác, các giao dịch thương mại sang châu Phi, châu Âu của Trung Quốc cũng phải đi qua tuyến đường vận tải này. Một số cư dân mạng phân tích nếu Biển Đông bị phong tỏa thì GDP của Trung Quốc và các hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc có thể giảm 1/3. Vì thế nên nếu Trung Việt có hải chiến thì chỉ có thể là xung đột quy mô nhỏ. Các bạn thân mến, trên đây là nội dung bài viết trên báo Trung Quốc. Trong bài viết này chúng ta bỏ qua những phần mà khi là người Trung Quốc tác giả không thể nói khác được. Chẳng hạn, đề cao sự giúp đỡ của Trung Quốc cho Việt Nam hoặc có ý định khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa. Bởi lẽ ai vì chủ nấy, là người Trung Quốc đăng bài trên mạng Trung Quốc họ không thể nói khác được. Tuy nhiên chúng ta nhìn nhận tác giả này có những cái nhìn khá tỉnh táo, không tự phụ nước lớn, tự phụ quân đông, vũ khí nhiều. Trong một loạt các quan điểm của tác giả này thì có một số quan điểm chúng ta đáng lưu ý.
Một là họ nhận rõ những bất lợi về địa lý của Hải quân Trung Quốc so với Việt Nam nếu tiến hành hải chiến ở Trường Sa. Thứ hai là họ đã phản bác lại một số kế hoạch tác chiến nhằm đánh Việt Nam của các cư dân mạng Trung Quốc. Ít nhất có 3 kế hoạch đã bị phản bác. Một là vây ngụy cứu triệu, tức là dùng lục quân đánh qua biên giới để thu hút sự chú ý của Việt Nam rồi dùng hải quân đánh chiếm các đảo. Hai là kế đổ bộ đường biển vào miền Trung để chia cắt lãnh thổ Việt Nam ra làm hai phần hoặc nhiều phần. Ba là dùng các loại tên lửa để tấn công phong tỏa Biển Đông. Lý do mà tác giả đưa ra để phản bác ba kế hoạch này rất đơn giản và dễ hiểu. Đó là nếu xảy ra hải chiến ở Trường Sa thì đó cũng chỉ là một chiến tranh cục bộ, xung đột để tranh đảo, cho nên chỉ được phép xảy ra trên khu vực Trường Sa. Nếu Trung Quốc tấn công vào các khu vực khác của Việt Nam thì sẽ kích hoạt một cuộc chiến tranh tổng lực và lúc đó thì hậu quả khôn lường. Vị tác giả này cũng chỉ thẳng ra rằng Trung Quốc có điều kiện để dùng tên lửa phong tỏa Biển Đông, nhưng khi làm như vậy thì một là nước này khiến mất an toàn hàng hải quốc tế sẽ bị nhiều nước phản đối, và hai là hành động đó chẳng khác nào cầm đá tự ghè vào chân. Bởi vì như tác giả nói, một nửa nhu cầu năng lượng của Trung Quốc và rất nhiều tàu bè xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc qua châu Phi, châu Âu phải đi qua Biển Đông, cho nên nếu phong tỏa Biển Đông thì GDP của Trung Quốc lập tức giảm 1/3. Các bạn thân mến, với tất cả những gì vị tác giả Trung Quốc đã nói, chúng tôi cảm thấy rất tỉ mỉ, nêu ra rất nhiều vấn đề. Việc đánh giá, nhận định đúng sai xin để dành cho các bạn. Bất chấp sự phản đối kịch liệt của Việt Nam và các nước có chung Biển Đông, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động tăng cường sức mạnh quân sự, đe dọa sự bình yên vùng biển, vùng trời của các nước trong khu vực. Mới đây nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng là một lần nữa phải đăng đàn yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt các hành động liên tục ảnh hưởng đến an ninh biển đảo của Việt Nam. Phát ngôn này được đưa ra sau khi hạm đội Nam Hải của Trung Quốc điều máy bay vận tải Y-20 từ các đá vành khăn Subi và chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước đó, Trung Quốc còn nhiều lần ngang nhiên đưa tàu tên lửa tấn công nhanh, tàng hình và tàu chiến ra khu vực này thực hiện tập trận, thách thức các nước nhỏ. Vậy Việt Nam đã làm gì trước những hành động ngang ngược và nguy hiểm của Bắc Kinh? Chắc chắn các bạn sẽ nghĩ trong đầu là kiểu gì rồi cũng quan ngại rồi chấm hết. Không đâu ạ. Quan ngại thì vẫn quan ngại, đó là nguyên tắc ngoại giao, tuân thủ theo luật pháp quốc tế. Nhưng trên thực địa, chúng ta cũng chưa có những hành động hết sức mạnh mẽ và kiên quyết để phản đối những lần Bắc Kinh làm trái. Bắc Kinh mang vũ khí ra đảo, ta cũng mang. Bắc Kinh mang tàu chiến, ta sợ gì mà không mang. Thậm chí Bắc Kinh tiến hành tập trận hải quân, Việt Nam cũng tập trận. Những hành động quyết liệt của Việt Nam đã khiến cho các cường quốc như Nga, Mỹ phải nể ra mặt. Vậy chính xác thì Việt Nam đã làm gì để phản đối Trung Quốc? Báo chí quốc tế đã nói gì về những hành động cứng rắn của Việt Nam? Chúng ta hãy cùng làm rõ trong video này nhé! Các bạn thân mến, vừa qua, báo Philippines Daily Insider dẫn một báo cáo từ chính phủ Philippines cho hay một tàu tuần tra nước này vừa qua đã phát hiện 3 tàu tên lửa tấn công thuộc Type 022 cùng một tàu tiếp tế neo đậu bên trong đá vành khăn. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng quân sự hóa đảo nhân tạo trái phép ở đá vành khăn, biến nó thành một căn cứ quân sự để phục vụ tham vọng độc chiếm Biển Đông bằng yêu sách chủ quyền phi lý. Các tàu Type 022 được trang bị bệ phóng tên lửa có khả năng đạt tốc độ tối đa 38 hải lý trên giờ, khoảng 70 km/h và được coi là tàu tấn công mang tên lửa tàng hình thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc. Trong khi đó, ai cũng biết rằng đá vành khăn nằm trong số 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp và bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo. Trước đó, khoảng 220 tàu dân binh Trung Quốc cũng bị phát hiện ngang nhiên dàn hàng gần đá Ba Đầu tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước hành động ngang ngược của Bắc Kinh, một mặt Việt Nam lên tiếng phản đối gay gắt trên truyền thông, khẳng định hành động của Bắc Kinh là phi pháp, khẳng định Việt Nam đủ bằng chứng chứng minh chủ quyền tại những địa điểm này. Nhưng mặt khác, Việt Nam rất quyết liệt khi cử luôn tàu hộ vệ tên lửa uy lực mang tên Quang Trung ra Trường Sa để dằn mặt Trung Quốc. Tàu hộ vệ Quang Trung đã tổ chức diễn tập các tình huống chiến đấu phối hợp với trực thăng săn ngầm tại quần đảo Trường Sa.
Đây là một hành động hết sức cứng rắn của Việt Nam vì tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung là một tàu chiến hạng nặng có chức năng tàng hình săn ngầm, săn tàu ngầm chống lại các loại tàu chiến mặt nước. Ngoài ra còn được trang bị nhiều vũ khí tiên tiến, trong đó vũ khí chính của 016 Quang Trung là 8 tên lửa chống hạm 3M24E với tầm bắn 130 km, một pháo hải quân AK-176MA cỡ nòng 76,2 mm, một tổ hợp pháo tên lửa phòng không PAMA, hai pháo phòng thủ cực gần AK-630M cùng 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm. Tàu có thể mang theo một trực thăng K-28 để tăng khả năng phát hiện, tiêu diệt tàu ngầm đối phương. Chiến hạm 016 Quang Trung được đưa vào biên chế lữ đoàn 162 Hải quân Việt Nam từ tháng 2 năm 2018. Các lực lượng trên tàu đã tích cực khổ luyện để có thể làm chủ con tàu một cách thuần thục. Hành động đưa tàu chiến khủng với trang thiết bị hiện đại và nhiều vũ khí hạng nặng thực hiện diễn tập một cách hết sức bài bản ở Trường Sa là một cú vả trực diện cho hành động ngang nhiên và coi thường nước khác của Bắc Kinh. Có lẽ Bắc Kinh nghĩ rằng Việt Nam không có gan làm những việc như vậy và không đủ tiềm lực để làm điều này. Nhưng thực sự là Bắc Kinh đã nhầm. Thực tế là vào năm 2016, trong khi truyền thông các nước khá kín tiếng thì báo chí nước ngoài, đặc biệt là báo chí Mỹ, Nga lại đưa tin khá rầm rộ và có một số bài phân tích sâu sắc về việc Việt Nam triển khai các bệ phóng tên lửa di động mới trên quần đảo Trường Sa. Cụ thể, tờ Reuters của Mỹ khi đó đã thông tin Việt Nam đang âm thầm triển khai pháo tên lửa dẫn đường chính xác ở Biển Đông. Theo nhiều nguồn tin mà tờ này thu được, thì hệ thống tên lửa pháo binh tầm xa được Việt Nam trang bị là hệ thống Extra. Các Extra là một hệ thống vũ khí di động cao và có thể được cài đặt trên một trong hai chiếc xe tải hoặc trong một cài đặt cố định. Việt Nam mua sắm các bệ phóng tên lửa di động mới, đặc biệt ở Trường Sa vì nó vận hành một cách đơn giản. Nó chỉ sử dụng một hệ thống radar nhỏ nhẹ và chi phí bảo dưỡng rất thấp. Vòng Extra được trang bị hệ thống định vị quán tính dựa trên GPS, có tầm bắn lên tới 130 km, 81 dặm, có thể mang đầu đạn nặng 125 kg và hệ thống này sẽ giúp kiểm soát được các khu vực xung quanh Trường Sa như đảo Subi, Chữ Thập và Đá Vành Khăn. Bài báo của Mỹ cũng thông tin theo trang website của nhà sản xuất, Extra có hiệu quả chống lại một loạt các mục tiêu có lợi nhuận cao trên chiến trường, chiến thuật như các trung tâm chỉ huy và liên lạc, cơ sở hậu cần, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và hơn thế nữa. Cũng theo tác giả bài viết này, ngoài hệ thống tên lửa tầm xa này, Việt Nam còn mua các hệ thống tên lửa bờ biển tầm xa K-300 Bastion do Nga sản xuất vào năm 2011 và hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300 PMU-2 vào năm 2012. Việt Nam cũng đã mua được một số hệ thống mới như tên lửa hành trình chống hạm và tấn công đất liền, bao gồm tàu tên lửa hành trình siêu thanh 3M14E Club có khả năng tấn công Trung Quốc đại lục. Do đó, việc triển khai Extra trước hết được coi là một động thái của Việt Nam để gửi thông điệp cảnh báo tới Bắc Kinh. Tác giả bài viết cũng đưa ra bình luận việc làm của Việt Nam chủ yếu với mục đích phòng thủ, ngăn chặn Trung Quốc triển khai các tàu của Hải quân trong các kịch bản được gọi là vùng xám của Trung Quốc, trong đó bao gồm việc Trung Quốc sử dụng lực lượng cảnh sát biển và tàu dân quân biển để phong tỏa các đảo của Việt Nam. Tương tự nói về sự kiện này, tờ Japan Times đã đưa ra những bình luận khá sắc sảo của các chuyên gia quân sự đến từ nhiều nước. Bài viết có tựa đề Việt Nam đưa các bệ phóng tên lửa ra Trường Sa đã kết luận rằng động thái đưa rocket ra Trường Sa của Việt Nam không phải là một bất ngờ. Thay vào đó, nó là một diễn tiến logic nếu xét biến quỹ đạo của tình hình tranh chấp Biển Đông lúc đó. Theo các chuyên gia, lý do Việt Nam làm như vậy là để bảo vệ tốt hơn lợi ích của mình ở Biển Đông. Để theo đuổi mục tiêu này, Việt Nam đã có một chương trình hiện đại hóa quân sự trong một thời gian dài. Trước đó, tác giả bài viết được dẫn chứng. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, tổng số vũ khí nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2011 đến năm 2015 đã tăng 699% so với giai đoạn 2006 đến 2010, đưa Việt Nam trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 8 trên thế giới trong cùng thời gian. Hầu hết các loại vũ khí và trang thiết bị mới đều liên quan đến các năng lực trên biển. Các bệ phóng tên lửa Extra mà Việt Nam triển khai tới quần đảo Trường Sa được cho là được nhập khẩu từ Israel, một trong những đối tác quốc phòng mới nổi của Việt Nam. Chúng góp phần vào nỗ lực của Hà Nội nhằm xây dựng một mức độ răn đe khả tín, chống lại các cuộc tấn công có thể có vào các thực thể trong quần đảo Trường Sa hiện đang do Việt Nam kiểm soát. Tác giả bài viết cũng cho rằng việc triển khai các bệ phóng tên lửa được báo chí nước ngoài đề cập đến là có lợi cho Việt Nam. Điều này có thể giúp Việt Nam phát tán thông điệp với Bắc Kinh rằng
không chỉ về các năng lực sẵn có của Việt Nam, mà còn về quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc bảo vệ các lợi ích của mình trên Biển Đông. Ngoài ra, từ quan điểm của Việt Nam, việc triển khai các bệ phóng không phải là động thái khiêu khích, leo thang, mà được coi như một phản ứng cần thiết để chống lại các mối đe dọa mới được thiết lập bởi Bắc Kinh trên Biển Đông. Truyền thông Mỹ cho rằng, các phản ứng mạnh mẽ nhưng được tính toán kỹ lưỡng là cần thiết để bảo vệ tốt hơn lợi ích của Việt Nam ở đó. Tác giả cũng đưa ra bình luận và cho rằng, từ góc nhìn lịch sử, việc triển khai các sản phẩm rocket cũng thể hiện cách làm truyền thống của Việt Nam khi ứng xử với Bắc Kinh. Đó là dựa trên sự tôn trọng và thách thức. Trong mối quan hệ này, Việt Nam là một nước nhỏ, vì vậy Việt Nam luôn mong muốn duy trì quan hệ hòa bình và ổn định với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã sẵn sàng đứng lên chống lại Trung Quốc nhiều lần khác nhau khi chủ quyền, quyền tự chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai nước đã được gắn kết nhiều hơn trên các lĩnh vực. Chính vì vậy, thế giới đều nhận ra rằng việc triển khai các bệ phóng tên lửa ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam chủ yếu nhằm mục đích phòng vệ, không nên khiến các nước trong khu vực quan ngại.